trực tiếp tang lễ. Mạnh Quỳnh nói ra những điều chỉ hai người biết để bảo vệ và giải oan cho Phi Nhung. Trong tang lễ Phi Nhung rạng sáng 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, con gái ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm để lộ gương mặt thất thần sau lớp khẩu trang. Cô lặng lẽ đưa tro cốt lên bàn thờ và cùng con gái buồn bã nhìn ngắm di ảnh mẹ. Trong suốt lễ tang, Wendy Phạm vẫn mạnh mẽ đứng bên cạnh di ảnh, tiếp đón những nghệ sĩ đến thăm. Ngay lúc này đây, tất cả mọi người rất mong Wendy Phạm sẽ mau chóng vượt qua được nỗi mất mát quá lớn khi mất mẹ. Sự xuất hiện được rất nhiều người mong chờ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh khi đứng lên phát biểu, anh cho rằng bản thân vô dụng, không bảo vệ được Phi Nhung trước loạt chỉ trích trong những ngày cuối đời. Nhưng đến hôm nay, Mạnh Quỳnh đã kiên quyết nói ra những điều chỉ hai người biết và chưa từng công bố, để mọi người hiểu về con người Phi Nhung hơn. Mạnh Quỳnh nói, đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi. Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn mực. Khi làm việc với Phi Nhung, mọi người mới thấy ý chí và sức bền của Phi Nhung. Những lúc Phi Nhung làm việc căng thẳng, Phi Nhung đều nhắn tin cho Mạnh Quỳnh. Tôi sẽ xoa dịu Phi Nhung bằng những câu nói đùa và bức ảnh mặt cười. Xin Phi Nhung là ba mẹ nhưng hiểu Phi Nhung nhất chỉ có Mạnh Quỳnh. Cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng, cô ấy sống vì mọi người, có thể hy sinh hạnh phúc để vì mọi người. Trên tay Phi Nhung không bao giờ đeo vàng, đồ hiệu hay đồng hồ vàng, vì vậy nếu ai đó nói Phi Nhung trục lợi gì đó cho bản thân thì quý vị hãy vào chùa hoặc nhà thờ để sám hối, chuộc lỗi và nhìn nhận lại bản thân mình đi. Phi Nhung năm nay mới có 51 tuổi, bao nhiêu hoài bão cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa. Vụ lùm xùm mấy tháng qua ở Việt Nam khiến Phi Nhung buồn nhiều lắm. Phi Nhung tâm sự với tôi nói với Phi Nhung rằng có muốn tôi lên tiếng không, nhưng cô ấy nói, thôi ông ơi, bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi. Bây giờ ông có nói tốt cách mấy đi thì người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã nằm trên chảo dầu, người ta muốn chiên, muốn xào, nấu gì cũng được. Còn ông thì ông ráng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi. Quý vị thấy đó, sự hy sinh của Phi Nhung dành cho tất cả mọi người. Mấy hôm nay tôi khóc rất nhiều. Còn Wendy, chú Quỳnh xin lỗi con vì chú vô dụng lắm, chú không che chở và bảo bọc được cho mẹ con. Lúc đầu chú đã nói mẹ con về đi, làm từ thiện bao năm nay rồi thì về đi, nhưng vì lý do gì mà không chịu về. Chú còn giữ bao nhiêu tin nhắn mẹ Nhung hẹn về hát ngày 22 tháng 8, rồi lên kịch bản hát bài gì. Phi Nhung gửi bao nhiêu tấm hình tập thể thao, tôi khỏe như thế này thì ông yên chí đi, ông đừng sợ. Ông cứ vui vẻ thoải mái đi, khi nào về già tôi đẩy xe lăn cho ông đi hát. Mạnh Quỳnh đã tính chia tay sân khấu sau live show 20 năm để quay về lo cho gia đình, nhưng Phi Nhung không cho. Phi Nhung bắt tôi hứa khi nào già lụm khủng hát không nổi nữa thì thôi. Phi Nhung hoàn toàn có thể có một gia đình hạnh phúc tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn, nhưng Phi Nhung đã chọn người ngoài. Tôi không muốn nói ra thêm nữa vì sẽ đụng chạm rất nhiều người. Trước khi kết thúc, Mạnh Quỳnh không quên ôm con gái Phi Nhung để chia buồn và đọc 4 câu cuối trong bài Tân Cổ Khóc Bạn Như Mưa để tiễn biệt Phi Nhung. Má hồng một kiếp luân chuyên, tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sau, tôi xin khép lại cung sầu, trời mưa hai giọt lệ nào vừa rơi. Ca sĩ TG Phương Trinh tiếp nối lên chia sẻ, họ kết nghĩa chị em hơn 30 năm qua. TG nói suốt bao năm qua, bất cứ khi nào Phi Nhung gặp khó khăn, cô đều sẵn lòng lắng nghe, hỗ trợ. Chỉ duy nhất một điều, Phi Nhung hỏi vì sao tôi cứ giới thiệu em là em nuôi, thay vì em ruột. Ngày ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản không muốn gây hiểu lầm cho mẹ tôi. Vậy mà đó là điều tôi không làm được và khiến mình tan nát đến hiện tại. Ngày hôm nay, tôi xin được nói rằng, Phi Nhung là em ruột của mình. Gigi cũng nhắn nhủ Hương Linh Phi Nhung có thể an tâm yên nghỉ nơi chính suối. Chị sẽ thay cố ca sĩ chăm sóc Wendy, hai cháu ngoại cũng như xoa dịu những oan ức lúc sinh thời. Rất nhiều sao Việt ở Mỹ khán giả đã đến từ sớm để đưa tiễn người quá cố về nơi an vị cuối cùng. Đáng nói, dù cách xa nửa vòng trái đất, gia đình nghệ sĩ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ đã gửi hoa đến chùa để chia buồn với gia đình người đồng nghiệp thân thiết. Đặc biệt, Hoài Linh còn tinh tế khi đặt di ảnh cố ca sĩ Phi Nhung giữa bông hoa sen. Là người hướng Phật, cố ca sĩ Phi Nhung rất yêu thích hoa sen. Chi tiết này thể hiện sự thấu hiểu của nghệ sĩ Hoài Linh dành cho người em đã vĩnh viễn ra đi. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bật khóc nức nở, bất ngẹn khi nhắc tới Phi Nhung. Đứng trước vong linh chị Phi Nhung mà tôi đau xót quá. Đời nghệ sĩ chúng tôi chỉ có sự thăng hoa trên sân khấu thôi. Sau cánh màn Nhung khép lại, có rất nhiều nỗi niềm chúng tôi phải tự ôm. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm để không phụ lòng tin yêu của khán giả. Lúc nào chúng tôi cũng phải đẹp,
phải tươi, phải lộng lẫy để khán giả vui. Nếu theo vai vế trong gia đình, tôi phải gọi chị Phi Nhung là chị chồng vì chồng tôi là em của chị Tri Di Phương Trinh. Ngày hôm nay, chị Tri Di đã nhận chị Phi Nhung làm em ruột và mẹ chồng tôi cũng nhận chị Phi Nhung làm con, tức là tôi là em dâu chị Phi Nhung. Khi bước chân vào làm dâu trong nhà, tôi đã cùng chị Phi Nhung trải qua nhiều kỷ niệm. Lúc đó bé Wendy còn rất nhỏ, tôi hiểu rõ chị Phi Nhung là người mộc mạc, có sao nói vậy. Mọi người chỉ thấy hình ảnh chị Phi Nhung là người ca sĩ trên sân khấu, còn tôi thấy hình ảnh chị ấy là người mẹ đơn thân tảo tần, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho con. Mỗi lần hát bài gì về mẹ, chị Phi Nhung đều khóc và mong gửi bài hát đó đến với Wendy. Dù thương con gái là thế, nhưng chị Phi Nhung vẫn đi chăm sóc mảnh đời của các bé mồ côi. Điều này rất vĩ đại, con mình thì mình phải thương, nhưng thương được con người khác và nuôi dạy chúng trong từng ấy năm khi chúng không còn cha mẹ thì không phải ai cũng làm được. Với tư cách là một người phụ nữ, tôi nghĩ chị Phi Nhung xứng đáng được yêu thương, chia sẻ. Chị Phi Nhung như một thiên sứ xuống trần để thực hiện sứ mệnh. Bây giờ chị Phi Nhung đã làm xong những công việc của mình rồi. Lúc nào chị Phi Nhung cũng cười và mang niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người. Với tôi, chị Phi Nhung như một cô tiên. Tôi không biết mọi người có giống tôi không, nhưng dạo gần đây tôi nhìn bức hình nào của chị ấy cũng đẹp, tỏa sáng một cách kỳ lạ. Ngày trước tôi vẫn nhìn hình chị ấy trên báo và gặp cả ở ngoài nhưng không để ý. Bây giờ tôi nhìn lại thì thấy một phần hào quang không giải thích được, chỉ biết là nó rất đẹp. Với riêng tôi là một người trong gia đình, một người em, người đồng nghiệp và người mẹ, tôi chỉ biết nghiêng mình trước chị Phi Nhung vì những gì chị ấy làm được và chị ấy đã đạt được rồi. Không phải người nghệ sĩ nào cũng nhận được nhiều tình yêu thương của tất cả khán giả trên thế giới đến như vậy. Rất nhiều nghệ sĩ cây đa cây đề, huyền thoại trong âm nhạc đã ra đi, gây nên tổn thất cho chúng ta. Nhưng sự ra đi của chị Phi Nhung là không chấp nhận được. Tôi gọi đây là sự hy sinh thì đúng hơn. Chị ấy hy sinh vì làm từ thiện. Chị ấy không muốn mọi người nói rằng nghệ sĩ ai cũng về Mỹ hết, không ai ở lại. Chị cố gắng chứng minh không phải như thế. Anh Mạnh Quỳnh bảo đi về đi, nhưng chị nhất quyết không về, để giờ về với gia đình bằng một hũ tro như thế này đây. Đây là điều tàn nhẫn quá, không thể chấp nhận được với những người yêu thương chị ấy. Nhất là Wendy, cháu ngoại thứ hai còn chưa được nhìn thấy bà ngoại, chưa được bế ẵm ngày nào. Bởi vậy, tôi nghĩ sự hy sinh này của chị Phi Nhung rất đáng được trân trọng. Nhưng tất nhiên, chị Phi Nhung không cần điều đó. Chị ấy chỉ muốn truyền đi thông điệp về sự yêu thương, rằng hãy yêu thương nhau, chỉ khi mất đi mới thấy quý giá. Nghệ sĩ chúng tôi không bao giờ muốn mất mát như thế này, một sự trả giá quá lớn. Nghệ sĩ chúng tôi được khán giả tin yêu nên cố gắng đi đầu, làm mọi thứ, những chuyện từ thiện. Không phải chúng tôi làm cho bản thân mình, chỉ để thức tâm với khán giả đã yêu thương chúng tôi thôi. Vì thế mà chị Phi Nhung phải ra đi trong hoàn cảnh như thế. Một lần nữa, tôi nghiêng mình trước chị Phi Nhung. Chị ấy đã làm những điều quá tuyệt vời. Không phải người mẹ nào cũng nuôi hơn 20 đứa con nuôi trong chừng ấy năm trời. Không phải người nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng ở lại tâm dịch, để dịch bệnh lấy mất mạng sống của mình. Tình yêu thương của chị Phi Nhung là thật. Những lúc chị ấy gặp nhiều gian truân nhất, không ai biết.